Vâng, chào mừng quý anh chị đã đến với livestream của nhà sành Đồ Si. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Si tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm quần shop hàng mới về, đồng giá sẽ là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Quý anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Và quý anh chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày nay. Và với sản phẩm đầu tiên sẽ được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short chất kaki. Em này sẽ là họa tiết kẻ ngang này, và bên này thì sẽ là thiết kế hình chữ in. Mã sản phẩm là C338, chiều dài là 44, bụng là 66 đến 96 và ống sẽ là 30 cm. Với sản phẩm này thì quý chị thường mặc quần size từ 23 đến 38 các bác đều có thể mặc vừa luôn. Một con quần short trông rất là trẻ trung, và cái tông màu này thì cũng là cái tông màu rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải thoáng mát này, để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Và với cái chất liệu này thì các bác chúng ta yên tâm giặt giũ thoải mái, cũng không lo chất liệu bị bay bị nhão. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si, mã là C338. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì form khá là lớn này, mã sản phẩm là C339, chiều dài là 65, bụng là 104, ống sẽ là 34, và size của sản phẩm sẽ là size 42. Một thiết kế quần short túi hộp rất là trẻ trung, có điều là cái size nó sẽ hơi lớn một chút. Bác nào mà đang tìm kiếm các sản phẩm quần short size khoảng tầm là 42 thì các bác có thể là lựa em này, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Chất liệu thì sẽ là cái chất vải kaki rất là dày dặn luôn, các bác yên tâm, nhà sành Đồ Si bao chất cho mình, đảm bảo về chất liệu thì các bác về chúng ta sẽ rất là ưng này. Và em này thì sẽ là thiết kế cạp chun co giãn, còn có thêm một cái đai khóa ở đây để cho quý anh chị chúng ta có thể điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Và mã sản phẩm sẽ là C339, độ mới rất là cao luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một thiết kế quần short túi hộp tông màu ghi. Sản phẩm của mình thì sẽ là một thiết kế của nhà Kamet, và mã sản phẩm sẽ là C340, chiều dài là 53, bụng là 80 và ống sẽ là 27 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30. Em này thì thiết kế cũng rất là trẻ trung. Với thiết kế tông màu ghi thì các bác có thể là phối chung với rất là nhiều các cái trang phục khác nhau, mà đằng sau thì nó sẽ là thiết kế nó cách điệu đi một tí. Đây, các bác có thể là con qua một chút cái thiết kế chi tiết của sản phẩm. Em này thì cũng đầy đủ là túi trước, túi sau để cho mình đựng ví tiền, điện thoại. Mã sản phẩm sẽ là C340, độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao luôn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một thiết kế quần với tông màu ghi, và thiết kế của em này thì nó sẽ là suông trơn đơn giản. Mã sản phẩm là C341, chiều dài là 55, bụng là 90 đến 96 và ống thì sẽ là 29 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 35 đến 38 là các bác đều có thể mặc vừa luôn, vì là cái phần cạp của mình nó là thiết kế cạp chun co giãn và đã có thêm một cái đai khóa ở đây để cho các bác chúng ta tự do điều chỉnh phần cạp rồi, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm lựa cho em này, rất là dễ để các bác có thể là sử dụng. Và với cái thiết kế tông màu ghi thì đây cũng là thiết cái tông màu mà được quý chị chúng ta lựa chọn rất là nhiều luôn. Chất liệu thì sẽ là chất vải kaki, nó sẽ là chất không co giãn này. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế tối giản thì có thể lựa chọn em này, mã C341. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào yêu thích những cái tông sáng màu thì quý chị có thể lựa một con quần short tông màu trắng. Em này thì cũng thiết kế suông trơn đơn giản, không có họa tiết gì ở bên trên. Mã sản phẩm sẽ là C342, chiều dài là 50, bụng là 79 và ống thì sẽ là 23. Em này có size là size 29 này, một thiết kế rất là tối giản luôn. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì có thể chốt đơn với sành Đồ Si. Chất liệu của mình thì nó sẽ là cái chất vải rất là mềm mịn thoáng mát này. Em này các bác mặc trong mùa hè thì rất là yên tâm, vì là cái chất liệu của mình thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mã C342. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần short họa tiết kẻ caro. Lại gần một chút để quý anh chị có thể là coi kỹ hơn được các cái chi tiết cũng như cận chất của sản phẩm. Em này có mã là C343, chiều dài là 53, bụng là 90 và ống thì sẽ là 25 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 35. Form dáng suông, mặc cái sản phẩm này thì nó cũng tương đối là gọn gàng, vì là cái form nó sẽ hơi ôm một chút, nhưng mà các bác yên tâm là vẫn rất là thoải mái cho mình. Ở thiết kế suông trơn đơn giản, túi trước túi sau đầy đủ này. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với sành Đồ Si, mã C343. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short kaki tông màu và xanh rêu, cũng là một sản phẩm quần túi hộp luôn. Và em này là một thiết kế rất là xịn sò đến từ thương hiệu Lacoste này. Để cho các bác chúng ta coi tag mark chính hãng của thương hiệu Lacoste, thì là một thương hiệu
hiệu thời trang của Pháp và mã của sản phẩm sẽ là C344, chiều dài là 54, bụng là 92 và ống thì sẽ là 30 cm. Quý chị nào thường mặc quần size 36 thì chúng ta nhanh tay là lựa cho em này một cái sản phẩm rất là xuất sắc trong buổi live ngày hôm nay luôn. Chất liệu thì nhà Sành Lucy bao chất cho mình chất kaki rất là dày dặn này, các bác mặc lên đúng chuẩn chỉnh form dáng, và quý chị chúng ta giặt rũ thoải mái thì cũng không lo chất liệu của mình bị bay bị nhão. Ở cái phần khóa của mình thì sẽ là thiết kế dòng khóa IKK, đây là cái dòng khóa rất là bền luôn, và mã thì sẽ là C344. Mọi thông số quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình, nhà Sành Đồ Si đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ cho quý chị rồi. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con quần short chất kaki với tông màu hồng nhạt, mã sản phẩm là C345, chiều dài là 55, bụng là 90 và ống sẽ là 26 cm, size của sản phẩm là size 35 và em này thì sẽ là thiết kế form suông ống rộng, chất vải kaki mềm, cũng là một sản phẩm quần kaki không có giãn luôn. Bác nào là yêu thích những cái tông màu trẻ trung năng động thì có thể là lựa cho em này. Cái tông màu này mặc trong mùa hè thì cũng rất là đẹp luôn, và với cái thiết kế trơn đơn giản thì các bác cũng yên tâm là chúng ta có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Mã sản phẩm là C345. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần short tông màu xanh rêu, mã sản phẩm là C346, chiều dài là 50, bụng là 80 và ống sẽ là 20. Size của sản phẩm sẽ là size 30 này, cũng là một sản phẩm quần có đầy đủ túi trước túi sau để cho bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Cái phần mặt đằng sau của mình túi nó sẽ có nắp và có cái phần cúc cài như này, để khi mà quý anh chị chúng ta đựng đồ thì mình cũng không lo là bị rơi bị mất này. Chất thì rất là mềm mịn thoáng mát luôn. Những cái chất liệu này các bác mặc trong mùa hè thì rất là ưng ý này. Bên trên này thì chúng ta còn có một cái dây đai để các bác có thể điều chỉnh phần cạp. Mã sản phẩm sẽ là C346 và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là thiết kế form quần ngố này. Bác nào muốn mặc những cái form nó dài nó lịch sự hơn một chút thì có thể lựa cho em này. Tông màu thì sẽ là tông màu nâu. Đây là cái tông màu rất là nhã nhặn lịch sự và cũng rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ luôn. Mã sẽ là C347, chiều dài là 77, bụng là 88 đến 92 và ống thì sẽ là 22 cm. Size của sản phẩm là từ 34 đến 36 là các bác có thể mặc vừa. Với sản phẩm này mặt đằng sau sẽ là thiết kế cặp chun co giãn này, đằng trước thì sẽ có cúc có khóa đầy đủ cho các bác chúng ta sử dụng. Hai bên thì sẽ là túi chéo và mặt đằng sau sẽ là túi vuông. Chất liệu của mình thì nó sẽ là chất vải kaki rất là dày dặn luôn. Em này thì cũng là hàng không co giãn, đảm bảo là lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Và bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn mã C347. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short với tông màu nâu nhạt. Em này có mã là C348, chiều dài là 51, bụng sẽ là 72 đến 90, ống là 31 và size sẽ từ 26 đến 35 là các bác có thể mặc vừa. Em này là một thiết kế quần short túi hộp. Đối với những cái sản phẩm short túi hộp thì nó sẽ là những cái thiết kế rất là trẻ trung để các bác chúng ta sử dụng. Em này thì form suông này, ống rất là rộng rãi luôn, chất liệu thì mềm mịn thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt để các bác có thể là mặc trong mùa hè năm nay. Phía trên cái phần cạp chun co giãn này thì sẽ có thêm một cái dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Độ mới của em này rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì chốt đơn với mã là C348. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, lại là một con quần short với tông màu xanh rêu. Cái tông màu xanh rêu này thì cũng là một trong những cái tông màu mà được quý chị chúng ta lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Bác nào mà yêu thích cái form quần ngố và đặc biệt là những cái form mặc lên nó gọn gàng lịch sự thì có thể lựa cho em này. Cũng là một con quần có túi hộp ở hai bên luôn. Mã C349, chiều dài là 74, bụng là 80 đến 88 và ống sẽ là 20 cm. Với sản phẩm này thì các bác mặc quần size từ 30 đến 34 là các bác có thể mặc vừa. Chất liệu của em này thì sẽ là chất vải kaki mềm. Đây lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn các chi tiết cũng như là cận màu cận chất của sản phẩm. Mã sản phẩm là C349. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm với họa tiết dằn di này. Bác nào mà yêu thích cái họa tiết dằn di bộ đội thì có thể lựa chọn em này. Nó là cái tông tối màu thôi nên cũng rất dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm sẽ là C350, chiều dài là 56, bụng là 82 và ống sẽ là 24 cm. Em này thì sẽ là size 31 này, và cái sản phẩm của mình sẽ là chất vải kaki. Nó sẽ là cái chất vải kaki rất là dày dặn để cho các bác chúng ta coi này. Chất rất là xịn sò luôn, chất không co giãn, và hai bên thì cũng là có cho quý anh chị là hai cái túi hộp vuông để các bác có thể là đựng đồ, đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Em này thì cũng là một cái sản phẩm rất là trẻ trung luôn. Mã C350 và thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần short thể thao của thương hiệu Umbro. Umbro thì là một thương hiệu thời trang của Anh. Mã sản phẩm là C351,
21, chiều dài là 47, bụng là 60-94 và ống thì sẽ là 24cm. Bác nào thường mặc quần size từ 21-37 thì có thể lựa chọn em này. Nhìn chung đối với những cái sản phẩm quần short thể thao thì nó rất là dễ để sử dụng luôn. Các bác mà chúng ta cứ yêu thích màu sắc cũng như là vừa vặn với em nào thì cứ thế các bác chúng ta đặt hàng thôi. Và toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay thì cũng là hàng mới về nên là cũng rất đảm bảo về độ mới cũng như là chất lượng của sản phẩm để cho các bác chúng ta lựa chọn này. Em này thì sẽ có mã là C351, một sản phẩm chính hãng của nhà Ambro, và nhà sạch đồ si thì cũng cam kết với mình toàn bộ các sản phẩm đều là hàng chính hãng luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ dành cho bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì quý anh chị có thể lựa chọn một con quần short tông màu đỏ. Đây là một sản phẩm của nhà Fila, mã sản phẩm là C352, chiều dài là 50, bụng là 60-90 và ống sẽ là 25cm. Size của sản phẩm sẽ từ 21-35, các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là cái chất thể thao rất là dày dặn luôn nên là bác nào yêu thích những cái form nó đứng form, chuẩn form thì có thể là lựa cho em này một sản phẩm quần chính hãng của thương hiệu Fila. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short thể thao tông màu đen, mã sản phẩm thì sẽ là C353, chiều dài là 61, bụng là 66-88 và ống sẽ là 18cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-34 là các bác có thể mặc vừa. Các bác nhìn cái logo là biết ngay sản phẩm này của thương hiệu nào rồi. Đây là một thiết kế của nhà Puma. Đó, và với cái thiết kế tông màu đen thì các bác yên tâm là chúng ta phối đồ với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Đặc biệt là bác nào mà chúng ta yêu thích cái form dáng nó gọn gàng lịch sự thì có thể lựa em này, vì là cái form của em này nó sẽ hơi ôm một chút này, chất thể thao rất là mềm mịn thoáng mát luôn. Mã C353, một thiết kế chính hãng của thương hiệu Puma. Tiếp theo lại là một con quần short tông màu đỏ. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Mizuno. Đó, đa số các sản phẩm quần short thể thao thì nó đều đến từ những cái thương hiệu thể thao rất là nổi tiếng luôn. Em này thì sẽ là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã sản phẩm thì sẽ là C354, chiều dài là 52, bụng là 70-92 và ống thì sẽ là 25cm. Size của sản phẩm sẽ từ 25-36 là các bác có thể mặc vừa. Với cái thiết kế tông màu đỏ thì nó sẽ là cái tông màu rất là nổi bật để quý chị chúng ta sử dụng trong thời tiết mùa hè này. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì rất là hợp với cái mùa du lịch đó, các bác nào mà chúng ta chuẩn bị đi biển thì có thể là lựa ngay cái sản phẩm này chúng ta sử dụng này. Mã C355, chiều dài là 41, bụng là 70-96 và ống thì sẽ là 35cm. Các bác mặc quần size từ 25-38 thì có thể lựa chọn em này. Hoặc là các bác chúng ta sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ thì nó cũng rất là ok luôn. Với chất vải mềm mịn thoáng mát này, các bác mặc ở mùa hè nó thấm hút mồ hôi rất là tốt cho mình, nhưng mà vẫn đảm bảo là chất liệu nó dày dặn, các bác giặt giũ thoải mái cũng không lo chất liệu của mình bị bay bị nhão luôn. Cạp chun co giãn vào bên trong thì còn có thêm một cái dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Mã C355, độ mới rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này cũng là một con quần short có họa tiết, lại gần một chút để các bác có thể là ngắm kỹ hơn các cái họa tiết bên trên sản phẩm. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm trông nó nổi bật, trông nó trẻ trung thì có thể lựa cho em này. Và cái sản phẩm của mình thì sẽ có mã là C356, chiều dài là 51, bụng là 72-104, phần đùi thì phần ống thì sẽ là 32cm này. Size của sản phẩm sẽ từ 26-42 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cũng là một con quần short cạp chun, mặc rất là thoải mái luôn. Mình còn có dây đai để các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Form dáng suông rất là rộng rãi thoải mái này. Tông màu xanh tha này thì cũng là cái tông màu rất dễ để các bác chúng ta phối đồ. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần short thể thao của nhà Lean Sport. Ở trong bác chúng ta có tên thương hiệu được thêu ở dưới ống quần. Mã C357, chiều dài sẽ là 46, bụng là 84-100 và ống thì sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ từ 32-40, các bác có thể là mặc vừa em này. Đặc biệt là bác nào yêu thích cái phong cách tối giản thì cái tông màu đen nó là cái tông màu rất là an toàn để mình lựa chọn rồi. Mã C347, chất vải thể thao rất là mát luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần short thể thao tông màu đen. Em này thì sẽ có mã là C358, chiều dài là 62, bụng là 78-100 và ống thì sẽ là 23cm. Size của sản phẩm là từ 29-40, các bác có thể lựa có thể là vừa vặn với em này. Hai bên thì sẽ có cho quý chị là hai cái đường kẻ sọc tông màu trắng này. Cũng là một con quần rất là tối giản để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Form dáng của em này thì mặc lên nó sẽ hơi ôm một chút nên là cái form nó sẽ rất là gọn gàng. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con quần short thể thao với tông màu đen. Ngày hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều các sản phẩm với tông tối màu. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Ambro, và như đã giới thiệu thì Ambro là một thương hiệu thời trang của Anh. Mã sản phẩm sẽ là C359, chiều dài là 45, bụng là 66-78 và ống là 31cm.
Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size từ khoảng 24 đến 29 là các bác có thể vừa phạm với em này. Độ mới của em này rất là cao luôn. Đây lại gần một chút thì các bác có thể là coi kỹ hơn cái sản phẩm của mình. Quý chị yêu thích những thiết kế tối giản thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Amro. Chất rất là đẹp, nhà sành đồ si bao chất cho mình. Đảm bảo là quý chị chúng ta nhận hàng về rất là ưng ý cái chất liệu của em này luôn. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo thì cũng là một con quần short thể thao tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Decente. Đây chúng ta có logo của nhà Decente được in ở bên trên ống quần và toàn bộ cái phần chữ này thì cũng là thiết kế hình in. Mã C 360, chiều dài là 45, bụng là 72 đến 100 và ống thì sẽ là 26 cm. Sản phẩm này có size từ 26 đến 40 này. Các bác có thể vừa vặn với em này. Với những cái thiết kế quần short thể thao và đặc biệt là những sản phẩm tông tối màu trung tính thì nó sẽ là những cái thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng. Các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà lựa chọn những sản phẩm này. Quý chị chúng ta cứ vừa vặn với sản phẩm nào thì cứ thế mình chốt đơn thôi. Mã C 360, một thiết kế chính hãng của nhà Decente. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần short thể thao với tông màu xanh than. Bác nào mà yêu thích cái tông màu trông nó tươi sáng này, nó trẻ trung hơn một chút thì có thể là lựa ra cái tông màu xanh than này cũng rất là đẹp luôn. Hai bên ống thì nó sẽ là thiết kế xẻ như này, nó mặc rất là thoải mái. Mã sẽ là C 361, chiều dài là 41, bụng là 68 đến 88 và ống thì sẽ là 26 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24 đến 34 là các bác có thể mặc vừa. Cho quý chị chúng ta coi cái phần cặp của mình này, nó sẽ là đáp chun ở bên trong nên là cái độ co giãn của nó rất là tốt luôn. Các bác mặc những cái em quần như này nó sẽ rất là thoải mái, dễ chịu này. Mình không những mình mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ, các bác có thể là lựa chọn mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe, chạy bộ buổi sáng đều rất là ok. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần với tông màu đen và nó sẽ có một cái họa tiết ở phía dưới đây. Bác nào mà chúng ta yêu thích những sản phẩm có họa tiết một chút thì có thể là lựa em này. Mã sản phẩm sẽ là C 362, chiều dài sản phẩm sẽ là 50, bụng là 62 đến 82 và ống sẽ là 28,5 cm. Em này thì các bác mặc quần dài từ 22 đến 31 là các bác có thể mặc vừa này. Muốn thiết kế quần với tông màu đen form suông ống rộng cũng rất là đẹp luôn. Chất vải thể thao mềm mịn thoáng mát này, các bác yên tâm về cái chất liệu của sản phẩm, nhà sành đồ si bao trước cho mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con quần short với tông màu đen luôn. Để cho các bác chúng ta coi kỹ một chút cái sản phẩm của mình. Em này thì sẽ dành cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản này, vì là cái sản phẩm của mình nó là thiết kế suông trơn đơn giản, không có họa tiết gì ở bên trên. Với những sản phẩm này thì cũng rất là dễ mặc, dễ dùng luôn. Form dáng thì sẽ là form suông bóng rộng. Mã sản phẩm là C 363, chiều dài là 54, bụng là 78 đến 92 và ống sẽ là 27 cm. Với sản phẩm này quý chị mặc quần size từ 29 đến 36 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cũng đầy đủ là túi trước túi sau cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại này. Chất rất là đẹp luôn và nó sẽ là cái chất liệu rất là thông thoáng. Mã sản phẩm là C 363, độ mới của sản phẩm rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con quần short tông màu đỏ có đường viền trắng ở hai bên ống quần. Mã sản phẩm là C 364, chiều dài là 49, bụng là 62 đến 86 và ống sẽ là 26 cm. Em này thì các bác mặc quần size từ 22 đến 33 là đều có thể mặc vừa. Đây là một thiết kế của thương hiệu Asics và Asics thì cũng là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Cái chất liệu của em này nó là cái chất thể thao rất là dày dặn luôn. Với sản phẩm này thì các bác mặc lên form dáng rất là chuẩn chỉnh. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu nổi bật thì có thể lựa ngay cái sản phẩm này của nhà Asics, mã C 364. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con quần short thể thao với tông màu đen. Em này thì sẽ có mã là C 365, chiều dài là 44, bụng là 66 đến 96 và ống thì sẽ là 25 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24 đến 38 là các bác có thể mặc vừa. Đây cũng là một con quần short thể thao rất là cơ bản basic luôn, với mỗi cái tông màu đen thôi. Và chúng ta sẽ có cái thiết kế chữ in ở bên ống quần này. Đó cũng là một cái sản phẩm rất là dễ mặc, dễ dùng để các bác lựa mặc trong cái mùa hè năm nay. Mã C 365, chất vải rất là mềm mịn thoáng mát, yên tâm là giặt giũ thoải mái, không lo chất liệu của mình bị bay bị nhã. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Bác nào yêu thích họa tiết chấm bi thì có thể là lựa em này. Cái tông màu của mình thì nó sẽ là cái tông màu xanh đậm. Mã sản phẩm là C 366, chiều dài là 46, bụng là 68 đến 100 và ống thì sẽ là 27 cm. Size của sản phẩm sẽ là từ 24 đến 40 là các bác có thể mặc vừa. Em này cũng là một con quần với chất vải thể thao rất là mát này, form suông ống rất là rộng rãi thoải mái luôn. Các bác lựa em này mặc đi tập luyện thể dục thể thao thì rất là ok. Mã C 366, độ mới rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế
có mã là C367, chiều dài là 43, bụng là 58-88 và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm là từ 20-34, là các bác có thể là yên tâm vừa vặn với em này. Một con quần short thể thao, chúng ta có một cái phần logo ở đây, nó sẽ là thiết kế hình thêu và hai bên ống quần thì sẽ là có thiết kế ba cái đường kẻ sọc màu trắng, mã C367. Thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Em này thì là một cái thiết kế rất là cơ bản nhưng lại là cái sản phẩm có rất là trẻ trung này. Có bác nào mà yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn với nhà sành Lucy. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một con quần short thể thao tông màu xanh than, một thiết kế của thương hiệu Mizuno của Nhật Bản này, mã C368, chiều dài là 49, bụng là 66-84 và ống thì sẽ là 24cm. Sản phẩm của mình sẽ có size từ 24-32, cũng là một con quần short thể thao thiết kế form suông rộng rãi cho mình. Và toàn bộ các sản phẩm thì nó đều là những cái thiết kế rất là basic cơ bản, nên là các bác chúng ta cũng không cần quá lăn tăn khi mà chúng ta lựa chọn, vì những cái sản phẩm này nó rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sản phẩm là C368, chất rất là dày dặn luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này sẽ là một con quần short tông màu xanh dương, mã là C369, chiều dài là 46, bụng là 56-84 và ống thì sẽ là 23cm. Size của sản phẩm sẽ từ 19-32, là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cũng là một sản phẩm của nhà ASICS luôn. Ngày hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều các mặt hàng quần short thể thao đến từ các cái thương hiệu của Nhật Bản, để cho các bác chúng ta coi qua một chút form dáng của sản phẩm. Bác nào yêu thích tông màu xanh dương thì có thể lựa chọn em này. Những cái chất liệu này nó rất là dày dặn luôn, nên là các bác chúng ta yên tâm là mặc lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình. Đó, mã sản phẩm thì sẽ là C369. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ lại là một con quần short thể thao tông màu đen, lại là một thiết kế suông trơn đơn giản đến từ thương hiệu Umbro. Đây, cho các bác chúng ta coi tag logo cũng như là tên thương hiệu được in ở bên trên ống quần. Nhà sành Lucy thì cũng cam kết với mình toàn bộ đều là hàng chính hãng hết này. Em này thì sẽ có mã là C370, chiều dài là 46, bụng là 64-100 và ống thì sẽ là 29cm. Size của sản phẩm sẽ từ 23-40, là các bác có thể mặc vừa. Hôm nay form suông, ống rất là rộng rãi thoải mái luôn. Và cái chất liệu thể thao của mình thì nó là cái chất liệu mà các bác chúng ta đều rất là thích mặc rồi. Chất thì mềm mịn, thoáng mát này, và cái độ thấm hút mồ hôi của nó thì cũng rất tốt. Mã C370 cho bác nào yêu thích tông màu đen. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con quần short với tông màu xanh. Đây là một thiết kế rất là thích hợp để các bác chúng ta lựa mình mặc hàng ngày ở nhà, chất rất là mát luôn. Mã C371, chiều dài là 49, bụng là 74-69 và ống sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ từ 27-38 này. Em này thì chất vừa mát vừa nhẹ, mặc ở nhà trong cái thời tiết nắng nóng của mùa hè là rất hợp lý rồi. Và độ mới thì lại rất là cao. Bác nào yêu thích tông màu xanh họa tiết kẻ thì có thể là chọn ngay cái sản phẩm này cho mình, mã C371. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây cũng là một con quần với cái tông khá là nổi bật. Em này sẽ là một thiết kế tông màu đỏ mận, mã sản phẩm là C372, chiều dài là 57, bụng là 76-114, ống sẽ là 26 và size của sản phẩm sẽ là từ 28-47. Các bác có thể là mặc vừa hôm nay. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Converse, đây là một thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là C372. Độ mới của sản phẩm cũng rất là cao, còn về chất liệu thể thao thì rất là đẹp rồi. Thì là các bác chúng ta cũng yên tâm lựa chọn. Quý chị có thể là xem qua một chút lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm, mã C372, một thiết kế chính hãng của thương hiệu Converse. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một thiết kế quần với tông màu đen, phối màu rất là đẹp luôn. Nó sẽ là phối thêm cả các cái tông màu xanh này cũng như là đỏ ở hai bên ống quần. Đây là một thiết kế của thương hiệu Yonex, một thương hiệu mà rất là thân thuộc với các bác nào chúng ta thường xuyên chơi thể thao, đặc biệt là bộ môn cầu lông thì chắc hẳn biết đến thương hiệu này. Và các thông số của sản phẩm như sau, chiều dài sẽ là 48, bụng là 68-98, ống sẽ là 27, size của sản phẩm sẽ từ 24-39 này. Các bác yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ chốt đơn mã C373, một thiết kế chính hãng của nhà Yonex. Và cái chất liệu của mình nó sẽ là chất rất là mềm mịn thoáng mát. Em này cũng là một con quần mặc lên cực kỳ nhẹ cho quý chị luôn. Phối màu thì cũng rất là đẹp, rất là trẻ trung, mã C373. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần với cái form khá là dài. Em này sẽ là cái kiểu form quần gố này. Đây cũng là một sản phẩm của nhà Converse luôn. Như đã giới thiệu thì Converse nó là một thương hiệu thời trang thể thao của Mỹ. Mã sản phẩm là C374, chiều dài là 67, bụng là 72-116 và ống thì sẽ là 25cm. Size của sản phẩm sẽ từ 26-48 này. Một thiết kế với tông màu đen, thiết kế rất là đơn giản basic, nên là các bác chúng ta cũng rất là dễ dàng để chúng ta có thể sử dụng em này. Thông số thì các bác vui lòng là xem ở phía bên tay trái màn hình của mình để chúng
chúng ta nắm bắt rõ hơn. Em này sẽ có mã là C374. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con quần với tông màu đen. Em này thì sẽ là thiết kế một vài cái đường viền với tông màu đỏ để cho cái sản phẩm của mình trông nó gọi là có điểm nhấn hơn một chút. Mã C375, chiều dài là 46, bụng là 60-78 và ống thì sẽ là 27cm. Size của sản phẩm là từ 21-29 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì cũng rất là đẹp luôn, chất vừa mềm mịn thoáng mát mà nó còn vừa dày dặn để đảm bảo là các bác mặc lên nó thoáng thoải mái này. Và thứ hai nữa là nó cái form dáng của nó cũng rất là chuẩn chỉnh. Đó, mã thì sẽ là C375, độ mới rất là cao. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này là một con quần short thể thao tông màu đen đến từ thương hiệu Champion. Đây cũng là một thương hiệu thời trang của Mỹ luôn. Mã sản phẩm là C376, chiều dài là 57, bụng là 72-104, ống thì sẽ là 33cm. Size của sản phẩm sẽ từ 26-42 là các bác có thể mặc vừa. Bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Champion thì có thể liên hệ chốt đơn với nhà Sành Đồ Di, trông nó rất là đơn giản basic thôi. Đó, mã C376. Và chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, mã C377. Đúng rồi, mã C377 này, thông số của sản phẩm như sau. Chiều dài thì sẽ là 48, bụng sẽ là 50-70 và ống thì sẽ là 20cm. Em này thì các bác chúng ta mặc size nhỏ hơn size 25 là có thể vừa vặn với em này. Cũng là một con quần với tông màu đen trơn thôi, không có gì gọi là đặc biệt cả. Em này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Outdoor. Các bác có thể là coi qua một chút form dáng của sản phẩm. Bác nào mà yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với mã là C377. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà Sành Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống và đừng quên là ủng hộ nhà Sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.